Xin chào anh em, hôm nay con làm video này để chia sẻ anh em cách mình đăng ký và sử dụng cái sàn Binance nhé. Thì cái sàn Binance là một cái sàn được thành lập từ năm 2017 và hiện tại nó đang có volume giao dịch lớn nhất thế giới nhé. Thì để không mất thời gian nhiều của anh em thì con sẽ vào việc luôn nhé. Thì đầu tiên con sẽ hướng dẫn anh em cách mình đăng ký tài khoản này. Thứ hai là mình sẽ KYC tài khoản và thứ ba là mình sẽ tiến hành giao dịch ở trên tài khoản này nhé. Ok, thì đầu tiên là con sẽ đăng ký một cái tài khoản mới để hướng dẫn anh em từ đầu luôn nhé. Thì để tạo một cái tài khoản mới trên sàn Binance thì anh em có hai cách, một là mình sẽ tạo bằng email, hai là mình tạo bằng số điện thoại di động nhé. Thì đây cũng khuyên anh em là anh em nên tạo bằng email để khi mình xác minh nó dễ hơn nhé, vì số điện thoại di động lắm lúc nó hay gặp lỗi ấy, tình trạng nó không gửi mã về cho mình nhé. Ok, thì đây mình sẽ dùng email này để mình đăng ký luôn nhé. Ok, anh em nhập mật khẩu vào. Ok, đây là cái mã giới thiệu nhé, ID giới thiệu nhé. Nếu anh em nào chưa có tài khoản của Binance thì link này cũng sẽ để ở phần bên dưới, anh em có thể đăng ký để ủng hộ luôn nhé. Ok, mình bấm tạo tài khoản. Rồi. Và sàn nó sẽ gửi một cái mã xác minh về cái email của mình, thì anh em sẽ vào email để lấy cái mã này nhé. Ok, 558327 558327. Ok, xác thực thành công. Rồi, đây là mình đã vào trong cái giao diện của họ rồi nhé. Đây là mình sẽ đi đến bảng điều khiển luôn này. Rồi, đây là cái giao diện của sàn Binance. Thì bước đầu tiên khi vào ấy thì họ yêu cầu mình là xác minh bảo mật, thì anh em có thể chọn một trong hai cái này nhé. Thì con khuyên anh ở đây là anh em lên chọn cái xác minh bằng Google Authent này. Đấy, thì để xác minh cái Google Authent này thì anh em có thể lên với iOS thì anh em lên cái App Store ấy, anh em tải cái phần mềm Google Authent về nhé. Còn với Android thì anh em vào cửa Set Play, anh em tải cái ứng dụng Google Authent này về. Thì ở đây họ sẽ cho mình một cái mã, đây khi anh em tải rồi về rồi nhá. Thì bước tiếp theo này, họ sẽ cho mình một cái mã, cái mã QR code này. Thì một là anh em có thể chụp ảnh cái mã này lại và để một nơi nào cẩn thận, hoặc là anh em có thể copy cái đường code ở dưới này. Đấy, cái đường code ở dưới này nhá. Thì anh em phải copy và anh em lưu lại một cái chỗ nào đấy cẩn thận để sau này mình có thể khôi phục cái Google Authent này ở trên một cái điện thoại khác chẳng hạn nhé. Ok, thì đây con sẽ đã tải cái Google Authent này rồi, thì con sẽ quét cái mã này nhé. Rồi, ok, rồi mình bấm tiếp theo. Đấy, họ nhắc mình lại một lần nữa này, cái khóa dự phòng này, anh em lên copy cái này lại nhá. Hoặc là copy cái ảnh lại, hoặc là copy cái này để mình lưu lại nhá. Tránh cái trường hợp là mình có thể mất điện thoại hay là mình muốn đăng nhập cái tài khoản cái Google Authent này trên một cái điện thoại khác nhá. Rồi ok, mình tiếp theo này. Xác minh thì họ sẽ yêu cầu mình xác minh bằng mail này. Rồi anh em sẽ bấm lấy mã. Rồi mình sẽ sang mail của mình lấy cái mã nhé. Rồi 815090 815090. Ok, và ở dưới là mình sẽ nhập cái mã Google Authent mà mình vừa quét vào nhé. 809886. Rồi anh em bấm tiếp theo. Rồi Google Authent nó đã bật nhá. Rồi là hoàn tất này, anh em quay lại nhé. Rồi ok, ở đây sẽ có đến bước tiếp theo là cái bước KYC tài khoản nhé. Đầu tiên là mình hướng dẫn anh em cách mình đăng ký tài khoản thành công rồi này. Thứ hai là mình sẽ KYC tài khoản. Thì anh em nhìn đây này, ở trong cái phần bảo mật nhé,
Đây là cái giao diện nó vào trong luôn rồi. Còn nếu bình thường ở ngoài thì anh em có thể bấm vào đây, bấm vào cái logo biểu tượng của mình này, rồi anh em chọn ở dưới bảo mật nhá, thì nó cũng sẽ ra cái giao diện như này. Đấy, ok. Thì anh em sẽ sang cái phần xác minh danh tính này. Ok, thế sẽ bấm vào đây. Rồi, hỏi quốc gia của mình. Tiếp theo, bỏ qua nhé. Thì nó sẽ có 3 phần. Một là xác minh cơ bản, thứ hai là xác minh trung cấp, thứ ba là xác minh chuyên nghiệp nâng cao. Thì để giao dịch được ấy, thì đầu tiên anh em mình xác minh cái cơ bản trước này. Thứ hai là cái trung cấp, nó tăng volume giao dịch của mình lên nhé. Đây này, ví dụ anh em xác minh cơ bản ấy, thì nó sẽ cho anh em là lạp tiền mã hóa và không giới hạn này. Nhưng mà rút tiền mã hóa thì anh em chỉ có thể rút tối đa là 2 bit trên ngày thôi, 2 BTC trên ngày thôi. Và với xác minh trung hạn ấy, thì anh em có thể hạn mức lạp rút tiền pháp định. Tiền pháp định là tiền Việt Nam đồng của mình nhé, Việt Nam đồng hay USD đấy, là 15k một ngày này, 150k hàng tháng. Đây, giao dịch PEP không giới hạn, lạp tiền mã hóa không giới hạn này, rút tiền mã hóa em lên. Nếu mà cái anh em mình xác minh ở mức chuyên nghiệp nâng cao đấy thì là mình rút nó rất được rất là nhiều. Quốc cơ bản trước nhé, thì mình sẽ bấm vào xác minh ngay bây giờ. Ở đây thì họ sẽ yêu cầu anh em chọn cái quốc tịch nó có sẵn rồi này, anh em chọn cái chứng minh thư, viết cái số chứng minh thư và tên đầy đủ của mình, ngày tháng năm sinh ở đây nhé. Ok, chúng tôi sẽ cái này thì ngôn đã xác minh rồi thì con sẽ bỏ qua nhá. Thì anh em nào chưa xác minh thì anh em làm nhá. Đây, anh em chỉ cần điền cái số chứng minh nhân dân của mình ấy, hoặc là cái thẻ căn cước của mình vào đây, tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, rồi anh em bấm tiếp tục là ok thôi nhá. À, bấm tiếp tục rồi nó sẽ ra một cái bước nữa là anh em sẽ chụp hai cái ảnh, một cái ảnh mặt trước, một cái ảnh mặt sau của chứng minh thư của mình ấy, và anh em gửi lên là ok thôi. Cái bước này xác minh rất là nhanh. Và bước thứ hai là xác minh trung cấp. Xác minh trung cấp này thì sau cái bước xác minh cơ bản này, thì bước xác minh trung cấp này thì cũng rất là đơn giản. Nó cũng sẽ yêu cầu anh em nhập cái ID, cái số chứng minh nhân dân của mình vào ấy. Đấy, chụp ảnh mặt trước, mặt sau. Và nó sẽ yêu cầu anh em một cái ảnh nữa là ảnh xác thực. Thì cái này mình sẽ làm trên điện thoại ấy, thì nó sẽ dễ hơn. Làm trên điện thoại thì anh em quay cái cam trước ấy, anh em có thể quay cái mặt của mình để họ xác minh nhá. Nói chung là nó là một cái bước để mình xác minh khuôn mặt. Đấy, xác minh người dùng thật ấy. Nhìn nó biết mình là một người dùng thật nhá. Thời gian xét duyệt trong 10 ngày, họ để đây 10 ngày thôi, nhưng mà thường rất là nhanh thôi. Thì trong vòng 1 đến 2 tiếng là ok rồi. Còn cái chuyên nghiệp này thì đối với những người nào mà giao dịch nhiều, giao dịch với số lượng lớn thì mình cần thôi, còn không là mình xác định hai cái này. Cái trung cấp này là ok rồi, phổ biến nhất này. Ok, thì trên đây là cái bước mình hướng dẫn anh em cách mình xác minh tài khoản nhé. Và tiếp theo thì cũng sẽ hướng dẫn anh em cách mình giao dịch ở trên cái sàn Binance này. Thì anh em sẽ ra cái giao diện chính của sàn đây. Thì anh em sẽ vào cái phần thị trường ở trên này. À, đầu tiên để có tiền để giao dịch ở trên này ấy, thì cũng hướng dẫn anh em vào cái phần giao dịch này. Đấy, anh em vào phần giao dịch này nhé. Thì nó có cái phần tài khoản P2P này. Cái tài khoản PIP này để làm gì? Để anh em có thể, đây, anh em bấm vào đây, anh em có thể mua USDT này, BTC này, BUSD, BNB, đồng coin nào mà anh em muốn. Đầu tiên thì có thể là anh em mua USDT này để mình làm tiền, mình giao dịch ở trên này nhá. Và thứ hai là anh em có thể mua cái đồng BNB này. Ok, thì ở đây thì nó cho mình chọn cái loại tiền fiat. Thì anh em có thể chọn đây là Việt Nam đồng nhá, cho mình dễ nhìn nhá. Việt Nam đồng này. Rồi, tôi được ví đấy. Xác nhận. Ở đây thì họ sẽ cho mình các anh nhà giao dịch ở đây. Thì với mình mua ấy thì sàn nó sẽ mặc định, tự nhiên nó tự động nó sẽ chọn cho mình cái giá thấp nhất. Đây, anh em thấy 23.100 này, 23.104 này, 105 này. Đấy, họ sẽ ưu tiên cho mình những cái giá thấp nhất trước nhá, và họ sẽ có cái thông số của những nhà giao dịch ở trên này, thì anh em có thể lựa chọn nhá. Và những nhà giao dịch đã được làm việc ở trên Binance này thì thường họ đã qua một cái bước check rồi,
rất là ok rồi, anh em không không phải lo nhé. Đây, ví dụ người ta có 1.125 lệnh này thì 95,42 hoàn tất này. Đây nhà dưới đây này, MoneyPay này, 4.904 lệnh này, 99,57% hoàn tất này. Đấy, anh em có thể lựa chọn cái nhà giao dịch nào mà mình thích nhé. Đây thì bên này họ có một cái mức giới hạn nữa. Đây ví dụ như nhà giao dịch này họ giới hạn là 150.000 đồng này. Đấy, thì anh em có thể, nhà giao dịch này thì họ yêu cầu là 3 triệu giới hạn tối thiểu nhé, anh em phải mua từ 3 triệu trở lên. Đây ví dụ dưới này là 6 triệu này, anh em phải mua tối thiểu là cái mức 6 triệu trở lên nhé. Đây là cái số lượng USDT khả dụng người ta đang có này. Thì các đồng khác cũng tương tự thôi, BNB hay là ETH thì cũng tương tự như vậy nhé. Và bán này thì khi mình có cái đồng USDT hay những cái đồng đồng này ở trên này anh em muốn bán ấy, thì anh em bấm sang mục bán này và anh em sẽ bán, thì sàn nó sẽ ưu tiên hiển thị cho mình cái giá cao nhất trước. Đây 77358116 này, đấy 77358069 này, đấy cái giá nó sẽ thấp dần nhé. Thì anh em sẽ chọn những nhà giao dịch nào mà anh em muốn bán ở đây. Đấy thì anh em sẽ bấm vào nút bán này và họ sẽ có cái tài khoản của mình, ngân hàng của mình ấy, mình cài vào thì họ sẽ chuyển tiền về tài khoản ngân hàng cho mình nhé. Ok, đây là cái bước để mình mua tiền nhé. Rồi nó sẽ sang cái phần thị trường ở đây. Thị trường ở đây thì Binance hiện tại cho mình giao dịch rất là nhiều cặp coin ở trên này, thì anh em có thể bấm vào cái phần thị trường fiat này. Đây là trên BLB nhé, nhưng mà thị trường BLB này thì anh em sẽ mua các đồng tiền bằng BLB, bằng BLB của mình nhé, nó sẽ tính trên giá của BLB. Đây là cái đồng tiền thị trường BTC này thì họ sẽ tính giá trên BTC nhé. Ok, thì anh em sẽ bấm vào phần fiat này để anh em dễ nhìn này. Fiat nó là đô ấy, thì anh em dễ quản lý. Ví dụ như BTC bây giờ hiện tại là 49.500 này, là 49.600 rồi này, vừa lên rồi. Đấy, thì anh em sẽ dễ nhìn hơn. Ok, nếu mình muốn giao dịch bất cứ đồng nào trên này ấy, ví dụ như là BLB này, thì anh em bấm phần giao ngay này. Cái này lân cao hay cổ điển thì cũng tương tự nhau nhé, không sao cả, anh em bấm gửi. Ra cái giao diện để mình giao dịch nhé. Đây là cái video người ta hướng dẫn mình nhé, anh em nào muốn xem thì xem, không thì có thể bỏ qua cũng được nhé. Ok, đây thì vào đây là cái khung biểu đồ của cái đồng coin BLB theo trên USDT nhé. Thì anh em muốn mua thì anh em mình bấm vào đây. Ở đây thì họ sẽ cho mình bốn cái lệnh, bốn lệnh nhé. Ở đây cái phần show limit này nó mình chọn cái này, nó còn ra cái OCO nữa này. Đấy, ở trên này nó sẽ có bốn cái lệnh. Thì cái lệnh đây là gì? Cái lệnh giới hạn ở đây là mình sẽ đặt cái giá mà mình muốn mua. Đấy, ví dụ như là bây giờ BLB nó đang là 502 mà anh em không muốn mua, cái anh em thấy cái giá này cao ấy, anh em chưa muốn mua ấy, thì em có thể đặt ở đây với cái mức giá mình muốn mua. Ví dụ muốn đặt ở đây là 490 đi chẳng hạn. Đấy, 490 nhá. Thì khi BLB nó về được đến cái giá 490 này thì cái lệnh của mình nó sẽ khớp. Đấy, em bấm mua này và anh em chọn số lượng này. Ví dụ anh muốn mua, một là mình có thể nhập cái số lượng ở đây trực tiếp, hai là mình có thể kéo này 50 này. Đấy đấy, anh em muốn tùy chọn cái số lượng BLB anh em muốn mua đây, hoặc là anh em sẽ nhập cái số USDT này. Ví dụ mình muốn mua 100 này, đấy thì anh nhập số 100 ở đây, hoặc là anh bấm vào trên này. Đấy, cách nào cũng được. Đấy, ok. Thì rồi xong rồi mình bấm mua BLB này. Thì khi giá nó về đến 490 ấy thì nó sẽ khớp lệnh cho mình. Còn giá nó không về đến 490 nó sẽ không khớp. Đấy, ok. Còn nếu mà anh em muốn mua luôn ở cái giá hiện tại ấy, thì anh em có thể bấm sang cái lệnh thứ hai, đó là cái lệnh thị trường. Lệnh thị trường ở đây thì mình chỉ cần nhập cái số lượng USDT mà mình muốn mua thôi. Đấy, anh em muốn nhập vào đây, anh em muốn nhập 200 vào đây ấy, thì mình bấm mua. Cái này là ưu điểm là sẽ nhanh, nó sẽ khớp lệnh cho mình ngay lập tức. Đấy, nó sẽ chọn cái giá hiện tại này, nó khớp lệnh cho mình ngay lập tức. Và thứ ba là cái lệnh stop limit này. Cái lệnh stop limit này nó là một cái lệnh mà anh em có theo chiều là BLB nó lên nhá. Ví dụ anh em nghĩ là BLB nó lên thì hiện tại là mình muốn mua ở cái giá là 515 đi, 515. Thì hiện tại mình sẽ đặt một cái lệnh là 510. Ví dụ khi giá BLB lên 510 thì một cái lệnh
mua ở cái giá 515 này nó sẽ kích hoạt. Đấy, đó là một cái lệnh mình đặt nhá. Điều kiện quay lại cái giá giới hạn này, nó là điều kiện này 510 này, khi cái giá BB nó lên được 510 thì tự động cái lệnh của mình mua ở 515 nó sẽ kích hoạt. Đấy, nó sẽ kích hoạt nhá. Bán thì cũng tương tự như vậy nha anh em. Bán thì mình đặt thấp hơn nhá. Ví dụ mình đặt 490 này. Và 480 này. Đấy, bán thì ví dụ cái giá BLB anh em cảm thấy nó xuống ấy. Đấy, thì anh em sẽ dùng cái giá lệnh là khi mình đặt một cái lệnh ở 490, khi mà BLB nó về 490 ấy thì cái lệnh bán kích hoạt của mình là 480. Đấy, một cái lệnh bán của mình ở 450 nó sẽ kích hoạt nhá. Đấy. Thì cái này để dùng để anh em một là anh em có thể bắt được cái trend nó lên, ví dụ anh em cảm thấy nó lên ấy thì anh em có thể mua được ngay, và hai là anh em cảm thấy xuống ấy thì anh em có thể chốt lời được luôn, cắt lỗ được luôn nhá. Ok. Và cái lệnh Coco này nó cũng tương tự xem như cái lệnh này nhá. Thì hai cái lệnh này thường là mình cũng ít sử dụng. Một là mình sẽ mua, mình sẽ có thể đặt lệnh ở bên phần giới hạn này. Ví dụ bên giới hạn này mình muốn mua ở 500 bao nhiêu ấy thì mình sẽ đặt lệnh ở đây luôn. Hoặc là mình muốn bán ở 500 bao nhiêu ấy thì mình có thể 400 bao nhiêu ấy thì mình có thể đặt ở bên này luôn nhá. Mình cũng ít khi sử dụng cái lệnh này. Ok. Và để là trên là giao dịch này, mua bán giao dịch này. Ok. Thì thứ hai là tôi sẽ hướng dẫn anh em mình cái cách mình chuyển tiền ở trên này. Ví dụ mình muốn chuyển tiền ở trên này ấy thì mình có thể bấm vào phần ví fiat này. Đây, anh em chọn fiat support này. Ok. Thì ở trên này họ sẽ có cho mình lạp và rút các đồng coin ở trên này. Ví dụ anh em muốn lạp và rút cái đồng nào ấy thì anh em bấm vào đây. BNB, BNB hay là BUSD này, USDT này. Nếu anh em muốn lạp ấy thì anh em bấm vào đây. Lạp này. Đây, họ sẽ yêu cầu mình xác minh danh tính nhá. Xác minh danh tính thì mới có thể sử dụng được. Tài khoản chính luôn nhá. Nó để mua bên cái tài khoản chính luôn nhá. Ok, đây, mình sẽ bấm vào phần ví này, Fiat Support này. Rồi, ok. Mình muốn lạp cái đồng nào thì mình có thể chọn một cái đồng đấy. Ví dụ ở đây muốn chọn là BUSD này thì mình bấm vào lạp đây. Ok. Đây thì nó ra cái đồng BUSD này, và mình sẽ chọn cái mạng lưới nhá. Chọn mạng lưới ở đây. Anh em lưu ý là khi anh em gửi hay là lạp ấy thì mình phải chọn mạng lưới giống nhau nhá. Ví dụ như bên kia mình chọn là BLB, BEP2 thì bên này mình phải chọn là BEP2. Và Binance thì hiện tại là Binance Smart Chain nó là một cái dễ sử dụng nhất này. Phí thấp nhỉ. Thì anh em nên chọn là BEP20 nhá. Hoặc là ETH ERC20 nhá. Đấy, cái mạng nào mà mình gửi hay là nhận cái mạng nào ấy thì mình phải chọn giống nhau. Đấy, thì ở đây mình sẽ chọn là BEP20 nhá. Đấy, thì nó sẽ ra một cái địa chỉ cho mình như này. Mình sẽ copy, mình sẽ bấm vào đây. Mình sẽ copy cái địa chỉ này nhá. Và mình sẽ paste vào cái bên nào mà mình gửi ấy. Mình gửi thì mình sẽ paste rồi đấy. Lưu ý là hai cái mình phải giống nhau nhá. Hai cái là mình phải cùng mạng lưới. Ok. Đây là lạp. Còn rút thì cũng tương tự như vậy thôi. Anh em có thể chọn vào cái đồng BUSD này và anh em chọn sang rút. Ok, rút này. Đấy, thì mình sẽ nhập cái địa chỉ vào đây. Nhập cái địa chỉ mà mình muốn rút vào đây, mình sẽ bấm vào đây và mình sẽ chọn là mạng lưới nhá. Nè, mạng lưới này, BSC này. Ok, BSC BEP20 này. Và cái số lượng rút ở đây ví dụ như BUSD thì họ sẽ yêu cầu mình rút tối thiểu là 10 đồng BUSD. Thì em sẽ chọn từ 10 trở lên nhé. Đấy, và anh em bấm rút đi là được. Ok. Thì trên đây là cái video mà Ngôn hướng dẫn chia sẻ anh em cách mình sử dụng cái sàn Binance này. Ngoài ra nó còn rất nhiều cái tính năng nữa, thì anh em có thể tìm hiểu thêm ở trên này nhé. Ví dụ như là những... Ok, thì trên đây là cái video mà Ngôn chia sẻ anh em mình cách đăng ký KYC và sử dụng cái sàn Binance nhé. Thì có phần nào mà anh em chưa hiểu thì anh em có thể comment bên dưới để Ngôn có thể giải đáp thêm cho anh em. Và anh em có thể đăng ký kênh để ủng hộ Ngôn nhé, để giúp kênh của Ngôn tiếp tục phát triển. Rồi, xin chào anh em, hẹn gặp lại anh em ở những video sau.